Kính mời quý vị xin bắt tấu thưởng thức cái độc tấu bài tròi Mẹ ơi chọn người yêu bỏ tình cho chị Hồng Sô trong đây. Ah!
Chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc các anh chị chúng ta hạnh phúc và thành đạt. Và mời quý vị chúng ta.